xin được một lần nữa biết ơn và đón tiếp về đây cùng với chúng ta diễn giả, doanh nhân ông Đặng Văn Thành, nhà sáng lập ngân hàng Sacombank, chủ tịch câu lạc bộ thương hiệu Việt, chủ tịch tập đoàn TTC. Một tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị với phần chia sẻ của ông ạ. Kính thưa lãnh đạo tỉnh Gia Lai, kính thưa vị lãnh đạo sở ban ngành của tỉnh Gia Lai, lãnh đạo của doanh nghiệp trẻ Kum Tum và doanh nghiệp trẻ tỉnh Gia Lai và cùng cộng đồng doanh nhân trẻ có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Trước tiên thì tôi xin cảm ơn ban tổ chức cũng đã tạo điều kiện cho tôi gặp gỡ, quay trở lại và gặp gỡ doanh nhân trẻ của tỉnh Gia Lai. 12 năm về trước tôi cũng có một cái buổi nói chuyện với doanh nhân tỉnh Gia Lai, lúc đó trên cương vị là chủ tịch của Sacombank. Hôm nay thì trở lại thì cái cương vị là chủ tịch của tập đoàn TTC. TTC là một tập đoàn kinh tế tư nhân 43 năm. Quy mô chúng tôi là có mặt ở Campuchia, Lào, Singapore và Úc. Cũng khoảng 6.500 cán bộ công nhân viên. Thì trong quá trình 43 năm cọ sát với thương trường, mà quý vị biết thương trường là chiến trường, rồi cũng bao nhiêu cái thăng trầm, thì tôi nguyện với lòng tôi là tôi đúc kết được những cái gì mà có thể nói rằng từ cái thực tiễn thì tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bởi vì cái thế hệ doanh nhân của chúng tôi thì chắc chắn rằng nó có những cái điều kiện thuận lợi hơn các bạn về mặt thị phần. Lúc đó cũng còn hoang hóa, có thể nói như vậy. Nhưng ngược lại thì cái điều kiện thì chắc không bằng các bạn bây giờ. Bạn bây giờ có những cái điều kiện hơn cái thời kỳ của chúng tôi, nhưng ngược lại thì cái sức cạnh tranh nó lớn hơn nhiều. Đòi hỏi các bạn phải có cái cơ bản về kiến thức, nhưng các bạn cũng rất cần có cái kinh nghiệm. Thì giữa cái thế hệ của chúng tôi và thế hệ doanh nhân trẻ ngày hôm nay, nếu mà gặp gỡ với nhau được nhiều hơn, độ dày hơn, thì cái giao thoa này chắc chắn nó sẽ có những cái điều kiện thuận lợi hơn, để cho các bạn tự tin hơn trong cái lĩnh vực mà các bạn đang ấp ủ, hoài bão và muốn vươn xa hơn nữa. Cho nên rằng gần như khoảng trên 25 năm tôi hay đi chia sẻ như thế này. Tất nhiên là tôi muốn đem hết những cái gì mà mình cảm thấy rằng có thể chia sẻ với quý vị để cho các bạn sẽ làm tốt hơn. Thì tôi dừng cho tôi đi cả nước dành thời gian, tuy rằng công chuyện rất là nhiều nha, nhưng vẫn phải đi để chia sẻ. Cho nên hôm nay về Gia Lai 12 năm trở lại, có đại diện cho tỉnh ở đây, tôi cũng thấy cũng rất là phấn khởi. Bởi vì tôi đầu tư Gia Lai cũng lớn lắm, thỉnh thoảng thì mới ghé 2 năm rồi mới trở lại thăm, mà hôm qua tới Gia Lai nhưng mà đi một vòng chứ. Tôi đầu tư về điện gió, điện mặt trời cũng đầu tiên của Việt Nam. Điện gió, rồi đầu tư về nhà máy đường và nhà máy phân vi sinh mới. Thì đó là cái mong muốn đóng góp. Cho nên hôm nay về đây thì tôi xin thời gian thì chắc một giờ thôi, được phép của ban tổ chức, thì tôi sẽ cố gắng khái quát được để chúng ta thấy rằng cái vai trò của doanh nhân của chúng ta nó như thế nào. Thì thật sự quý vị biết thì nó cấu thành một cái xã hội, mà cấu thành một cái xã hội thì nó có người thì làm khoa học, người thì làm mô phạm, người thì làm chính trị, người thì làm doanh nhân. Thì trước đó thì và phải nói rằng cảm ơn chính phủ, đặc biệt là cố thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã quan tâm hỗ trợ, động viên, cổ vũ. Cho tới thời điểm hiện nay thì các cái tỉnh thành tôi đi thì dường như là cũng hướng về cái ngày doanh nhân, rất là trân trọng và quan tâm, hỗ trợ, động viên. Tới thời điểm hiện nay thì
cả nước chúng ta là cũng gần 1 triệu doanh nhân, khoảng 5 triệu tiểu thương. Và vừa rồi thì Trung ương cũng phấn đấu tới 2025 thì phải đạt được 2 triệu doanh nhân. Thì hồi nãy vị diễn giả vừa rồi mới nói, thì tôi nói rằng 5 triệu mà nông dân á, có thể gọi là chúng ta nâng lên thành doanh nông. Doanh nông thì tôi mới làm việc với cán bộ của tôi, thì chị Lan giám đốc của nhà máy đường Gia Lai, chị nói hôm nào chú ghé chú thăm nông dân của mình đi, bây giờ họ đi xe hơi không à. Đó là cái điều tôi rất là mừng. Thì để thấy rằng cái vai trò, cái sự đóng góp của doanh nhân của chúng ta trong cái nền kinh tế, riêng GDP không á, là cũng đã đóng góp. Doanh nghiệp tư nhân á, nói đóng góp trên 55% GDP. Thành phố Hồ Chí Minh thì 65% doanh nghiệp tư nhân đóng góp. Bây giờ thấy một cái sự đóng góp rất là tích cực cho một cái nền kinh tế. Và phải nói như thế này, cả cái thế giới, bất cứ quốc gia nào cũng vậy, cái vai trò của doanh nhân của chúng ta đó, phải nói là cùng với chính phủ đó, để mà lo cái cơm áo gạo tiền đó, rất là thiết thực đó. Cho nên là cái đời doanh nhân nó vất vả lắm, nó hết sức là vất vả nha, thách thức nha, nhưng mà thật sự nó cũng thú vị. Để rõ được cái chân dung của doanh nhân, nó khái niệm đúng, nó khác hơn trọc phú nha. Trọc phú chỉ biết kiếm tiền, còn doanh nhân, tôi sẽ khái quát cho quý vị bởi một cái chân dung của doanh nhân, rồi sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào. Và cái phần mà đối thoại hôm nay doanh nhân trẻ nhiều, thì tôi đề nghị các bạn nên nốt lại những cái gì mà mình chưa có yên tâm. Thực tế mà nói thì các vị cũng đang ứng dụng vào nhưng mà chưa hệ thống lại, thì lúc đối thoại tôi sẽ chia sẻ. Cho nên từ ngữ mà tôi dùng ở đây chỉ có giá trị với diễn giải của tôi nha. Nhớ cái điều đó là chúng ta sẽ trao đổi, nó sẽ làm sáng tỏ hơn. Tôi là chủ tịch của câu lạc bộ thương hiệu Việt, chắc rằng hôm nay có vị chủ tịch của hội doanh nhân thì có thể tiến cử cho tôi 1-2 doanh nhân có những cái phải là doanh nhân quy mô cũng gần lớn lắm, những cái ngành nghề mà đặc sản tôi sẽ kết nạp vào đây. 24 này tôi sẽ kết nạp ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thấy cái sao nó không ăn vậy? Tập đoàn DDC, tập đoàn Kido, rồi Thép Việt, rồi Kiềm Nghĩa, rồi An Phước, Hưng Thịnh, Lê Phan, Đại Dũng, rồi Ngân hàng Phương Đông. Tại sao tôi chọn Ngân hàng Phương Đông? Vì những người mà cái quan điểm, cái tiêu chí và cái tôn chỉ nha, và tiêu chí, cái tôn chỉ của cái câu lạc bộ này, thì câu lạc bộ hội ngành nghề thì có thể họp nói với nhau bằng mặt chứ không bằng lòng đâu, nhưng mà cái tôn chỉ cái này thì là cái mảng kép rất là hay. Sản phẩm của ông này lại là nguyên liệu của ông kia, mảng kép rất là vô đây thì nó có những cái lợi nhất định rất rất là tốt nha. Cho nên những người phải có quyền thật sự mới vào đây được. Tôi không có tính cái quy mô. Thiên Long, rồi tập đoàn FPT, rồi Trường Hải, rồi Tân Hiệp Phát, rồi Bao Quân vân vân. Thì cái câu lạc bộ này năm nay là năm thứ tư chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm đó. Nội dung hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị là nó có phần về kinh nghiệm điều hành, phần hai về khái niệm quảng cáo. Tôi sẽ cố gắng tôi khái quát, tôi lướt qua cho nó kịp thời gian, còn cái phần thảo luận nữa. Tiếp luôn con. Cái phần điều hành thì tôi sẽ nói sau. Tôi sẽ khái niệm về cái phần kiểm soát. Kiểm soát, đây là một cái mô hình bây giờ vẫn còn áp dụng 2 mô hình. Kiểm soát thì cái cơ quan này là cơ quan tư pháp nha. Cơ quan tư pháp của cái doanh nghiệp nha. Cơ quan tư pháp của doanh nghiệp. Trước đó thì người ta bầu trực tiếp bằng đại hội đồng cổ đông. Nhưng bây giờ theo cái xu thế mà kế toán Mỹ á, thì người ta bầu gián tiếp, được phân công bởi hội đồng quản trị cho cái vị trí kiểm soát này. Thì cái này những người mà phải hiểu về tài chính thì mới được giữ cái vị trí này, đó là cái ban kiểm soát. Nhưng tôi nghĩ rằng cái mô hình cũ nó vẫn hay hơn
cái mô hình mới, thay cái từ gọi là kiểm toán, nhưng cái trách nhiệm giống nhau thì không khác gì. Thứ hai là cái khái niệm về quản trị. Hội đồng quản trị là một cái cơ quan có trách nhiệm đối với đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp nha. Quản trị thì nó có quản trị, nó gọi là quản trị độc lập, nếu đơn vị niêm yết phải chiếm tỷ lệ 30%. Còn các quản trị viên có thể chúng ta kiêm nhiệm được. Nhưng mà những ngành nghề mà đặc thù, hồi trước nha, còn bây giờ, hồi trước ngành ngân hàng thì nó bắt buộc là phải tách hai cái chức danh giám đốc và quản trị ra để nó sợ cái vấn đề là ý kiến chủ quan, rủi ro tập trung cho một người. Nhưng bây giờ thì bắt buộc các đơn vị niêm yết đều phải tách hai cái chức danh này ra. Quản trị là cơ quan lập pháp. Để nói cho các bạn doanh nhân trẻ nè, tôi hồi xưa mà trước khi gia nhập WTO, nhiều người rất là hỏi tôi, lúc đó tôi làm chủ tịch Sacombank, hỏi anh có chuẩn bị gì không? Tôi nói đã là doanh nhân thì đương nhiên chúng ta phải chuẩn bị, đúng không? Không lẽ nào chúng ta đi bán giải mà vô chợ cá, không có. Làm du lịch thì phải vô trung tâm du lịch, cho nên chuyện cạnh tranh hết sức là bình thường, hết sức là bình thường nha. Tôi sẽ dẫn các bạn sẽ nhìn thấy cơ hội trước mắt các bạn rất là nhiều, vấn đề là mình thôi nha. Cho nên cái chuyện cạnh tranh nó hết sức là bình thường, mà càng cạnh tranh nó càng thú vị. Nói theo dân gian là nó mới đã được, mình mới chứng minh được là mình khác biệt hơn các doanh nhân đồng nghiệp mình như thế nào, đúng không? Chứ còn không, cái này cũng chứng minh bao cấp, bao nhiêu doanh nghiệp bao cấp cũng đâu có thành công được. Một tổ chức mà không có thi đua thì không bao giờ tiến bộ được, rõ lắm. Mà không có hướng dẫn thì không bao giờ làm tốt được. Người ta hướng dẫn cả cái cẩm nang nha, những cái quy trình và quy chế, cái này rất rõ. Cho nên tôi khái quát lại là điều hành thì bằng trí óc, nhưng dẫn dắt thì bằng con tim của mình. Để trở lại vấn đề cái chân dung của một doanh nhân, hay còn gọi là cái mệnh lệnh của chức trách, có thể gọi là như vậy nha. Tôi phân tích năm cái giá trị này ra thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta giá trị vô cùng, các bạn tự tin và tự hào chứ nha, tự hào để thấy cái vai trò của mình đối với xã hội, đối với đơn vị của mình, đối với bản thân của mình và gia đình mình rất rõ. Đầu tiên nhất là đã là doanh nhân thì chúng ta phải tạo giá trị gia tăng cho xã hội. Giá trị gia tăng cho xã hội là cái gì? Các bạn có nghe cái cán cân thương mại không? Cán cân thương mại, đó là cán cân này nó có lệch, mà lệch đầu lệch xuất hay là lệch nhập, người ta gọi là xuất siêu hoặc nhập siêu, đúng không? Nếu nhập siêu thì chúng ta tốn ngoại tệ rất lớn đối với quốc gia. Làm sao vai trò của chúng ta phải xuất siêu? Làm sao phải đảm bảo được hàng hóa cho 97 triệu dân trên bản đồ chữ X này? Đó là trách nhiệm của mình đấy, hay còn gọi là sứ mệnh của mình đấy. Cho nên là cái chuyện xuất siêu và nhập siêu, cái cụm từ này các bạn có nghe mà hả? Nhập xuất siêu thì chúng ta có gọi là thặng dư, mà muốn ra mà thặng dư càng nhiều thì quốc gia nó mới hùng cường được, đúng không? Mà những cái này là của mình, ai làm? Ai làm? Nhà nước chỉ hỗ trợ về mặt chính sách, về mặt cơ chế, còn lại là mình, phải đúng không? Cho nên xuất siêu và nhập siêu, cái từ này quý vị thấy tất cả các quốc gia trên thế giới khi giao thương với nhau, vừa rồi Mỹ cũng đánh giá Việt Nam mình về vấn đề cán cân thương mại này. Tao mua của mày nhiều quá, sao mày mua của tao ít? Nó là như vậy, mày phải mua cái bằng chứ, đúng không? Cho nên cái chuyện nhập siêu là xuất siêu. Thí dụ một cái cụ thể hơn nữa, nếu những doanh nhân nào làm doanh nghiệp, làm giáo dục, thì làm sao cho con em của tỉnh Gia Lai đừng lên Sài Gòn học nữa, đúng không? Còn hát hơn nữa để đừng đi nước ngoài học, đúng không? Còn nếu doanh nhân nào có mặt trong căn phòng này mà đầu tư về bệnh viện thì làm sao bệnh nhân của Gia Lai đừng lên Sài Gòn trị bệnh? Bởi vì đi rồi người bệnh, rồi người nuôi bệnh, anything, rất là khó. Đó là trách nhiệm của mình, đúng không? Tôi nói hai cái lĩnh vực mà gần gũi nhất. Cho nên nhiều người nói tôi là hai cái nghề này là phi lợi nhuận. Tôi không có nói không đúng phi lợi nhuận, mà không vì mục tiêu lợi nhuận. Thế giới người ta đang làm cái này. Cho nên quý vị thấy cái trách nhiệm, cái sứ mệnh nó ghê không?
để con em của Gia Lai đi lên Sài Gòn học, xa gia đình tất cả các thứ, về yên tâm người ta cũng không yên tâm. Nhưng mà tại sao như vậy? Mình phải báo cáo cái này với tỉnh để chúng ta đầu tư một cái trường nó mang tầm cỡ, nó đáp ứng được cái xu thế, cái mong muốn của phụ huynh. Nó là như vậy thôi. Sứ mệnh chúng ta ghê lắm các bạn ạ. Cái thứ hai là chúng ta phải tạo giá trị gia tăng cho khách hàng, đúng không? Bây giờ hàng hóa cung đủ, nhưng mẫu mã, đúng không? Chất lượng, đúng không? Hai cái đó có luôn, ok. Giá thành, thấy chưa? Thấy cái vai trò của chúng ta quan trọng chưa? Có đủ, không phải mình bán những cái gì mình có nha, mình phải bán cái gì mà thị trường cần. Không còn cái thời mà gói mì mà bao ở trong cái bịch giấy dầu nữa, đúng không? Giá thành như thế nào để đảm bảo được cái cung cầu để giữ vững được thị phần, chúng ta phải đảm bảo được cái giá thành. Mà muốn đảm bảo được giá thành thì chúng ta phải quản lý được quản lý được chi phí. Quản lý chi phí chút xíu tôi sẽ nói sao nha. Người ta cách logic rất là logic nha. Không kiểm soát được chi phí thì không bao giờ kiểm soát được giá thành. Mà kiểm soát giá thành thì chúng ta sẽ tăng được cái năng lực cạnh tranh, đúng không? Tăng cái năng lực cạnh tranh thì chúng ta sẽ có cái thị phần, đúng không? Có cái thị phần thì chúng ta sẽ có cái lợi nhuận. Logic như vậy. Cái phần đó là phần sau tôi sẽ nói. Cho nên chúng ta có đầy đủ hàng hóa, nhưng end user, cái người tiêu dùng là cái người quyết định họ xài hay không, thì mình làm sao mà đáp ứng được cái đó. Như vậy thì giá cạnh tranh. Thứ ba là chúng ta phải tạo giá trị gia tăng cho cán bộ công nhân viên. Mà cái cụm từ này chúng ta hồi xưa chúng ta nghe nói là chảy máu chất xám, đúng chưa? Cụm từ này giờ này dường như là đã giảm thiểu đi rồi. Quá, tại sao? Tại vì chúng ta không xem nó là một chi phí đầu tư, mà chúng ta xem nó là một chi phí mất đi. Chúng ta đánh giá cái sức lao động của họ không đúng, cho nên chúng ta mới có một cái tính chủ quan về vấn đề thu nhập của họ. Như vậy thì nhà các cán bộ công nhân viên của chúng ta, họ cần cái gì? Mình thừa biết họ muốn ổn định công ăn việc làm, đúng không? Họ muốn cái gì nữa? Họ muốn có môi trường làm việc tốt nha, đúng không? Họ muốn cái gì nữa? Họ muốn có thu nhập tốt nha, đúng không? Thu nhập không phải là thu nhập căn bản về vấn đề về lương không, mà còn cả cái y sức nữa. Nó mới làm giàu thực sự cho họ, để họ gắn bó với mình. Những cái yêu, những cái mong muốn của họ, những cái nhu cầu của họ yêu sách à? Hay là chính đáng? Đó là chính đáng, đúng không? Rất chính đáng. Mình phải đáp ứng được. Nếu mình không đáp ứng được thì chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ có một cái đội ngũ cơ hữu đi theo các bạn đâu. Không bao giờ có. Bởi vì cha ra gia phả, mình với họ chả có cái gì, đúng không? Họ theo mình là cái gì? Họ đến với mình là cái gì? Trân quý mình, quý mến mình và đồng hành với mình là có sự win-win. Rõ như vậy. Giờ chúng ta phải tạo giá trị gia tăng cho họ. Vấn đề thứ tư là chúng ta phải tạo giá trị gia tăng cho nhà đầu tư, đúng không? Nhà đầu tư họ muốn cái gì? Họ muốn có cổ tức tốt. Họ muốn cái gì? Họ muốn có thị giá tốt. Nếu mình niêm yết, đúng không? Như vậy thì chúng ta phải có trách nhiệm. Trách nhiệm cái gì? Có thể nói rằng trách nhiệm đồng vốn, gọi là giá vốn. Giá vốn gồm có cái gì? Gồm có cổ tức, gồm có trái tức và gồm có lãi suất. Ba cái này tôi nói các bạn biết, trước 2003 Việt Nam, thị trường tài chính Việt Nam chỉ có hoạt động duy nhất có một cái thị trường tiền tệ. Lúc đó tôi rất là đắn đo quan tâm với cương vị là một người sáng lập ra Sacombank. Tôi thích có thị trường tiền tệ mà cán đáng hết của cái nền kinh tế vừa mới chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường.
Mà cái thị trường tiền tệ, cái thị trường tài chính này nó phải có hai cái thị trường thì nó mới vận hành đúng rồi đó, và mới phát huy được là thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Hai cái này nó giống như con cua có hai cái càng. Mà trước 2003 nó có hoạt động có một cái càng, đó là thị trường tiền tệ. Và thị trường tiền tệ là ngân hàng là gì? Ngân hàng là một cơ quan trung gian tiền tệ. Họ huy động ngắn hạn thì họ chỉ cho vay phép ngắn hạn. Ngân hàng là gì? Là tiện ích. Nha. Còn cho vay trung và dài hạn thì là thị trường vốn đáp ứng. Cho nên về quản lý nhà nước, người ta chỉ cho áp dụng hồi trước đối vốn cung ứng cho nền kinh tế. Người ta cho sử dụng tới 50%. Nhưng bây giờ người ta chỉ cho có 30% mà vẫn còn rủi ro. Bởi vì anh vay 5 năm nên cũng phải trả. Đúng không? Còn thị trường vốn là thị trường nó đáp ứng. Thị trường vốn nó có hai cái dạng. Một là phát hành chứng khoán nợ và chứng khoán vốn. Chứng khoán nợ thì cũng có kỳ hạn, còn chứng khoán vốn thì không kỳ hạn. Chỉ có chuyển dịch với nhau trên sàn, nếu là upcom hoặc là giao dịch chính thức. Cho nên thị trường tài sau 2003 thì thị trường vốn mới bắt đầu mới hoạt động. Thị trường của Việt Nam nó mới, thị trường tài chính Việt Nam nó mới bền vững tới ngày hôm nay. Nhưng mà vừa rồi có một số các cái tới hiện đại bây giờ cũng còn nói về vấn đề chứng khoán nợ, nó làm méo mó đi hết do cái quản lý, do cái tùy tiện, do cái lợi ích nhóm, nó làm cho cái thị trường vốn bị méo mó. Tôi sẽ phát biểu trên báo chí tới đây là thị trường vốn nó rất là cần thiết cho nền kinh tế, đặc biệt là cái giới doanh nhân, họ người ta không bao giờ định hướng cho cái tiền nhàn rỗi vào tiết kiệm hết, mà người ta định hướng cho vào cái thị trường vốn, hay còn gọi là chứng khoán hóa đó, đúng không? Nhưng mình làm méo mó, bây giờ nó rối tung lên, tào lao mới lao cái đó. Thế thì chúng ta phải tạo giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư, phải thấy rằng đó là trách nhiệm của mình đối với đồng vốn, dù vốn của ai, đúng không? Đó là khúc ruột người ta mà, người ta giao cho mình mà. Giao cho mình rồi cuối năm mình đưa cái mặt ra không có lời, bao nhiêu lần. Và cái cuối cùng, chúng ta phải có trách nhiệm với ngân sách, đúng không? Cho nên các bạn muốn làm lớn, muốn minh bạch, muốn hội nhập thì từ bỏ ngay cái vấn đề hai sổ sách. Và tôi tin chắc rằng cái việc mà cạnh tranh tới đây không còn cạnh tranh do quen biết nữa. Bởi vì tất cả các loại thuế đều được đưa vào giá thành hết. Nếu đúng như vậy, chỉ trừ ra cạnh tranh quen biết do quen biết thì đóng thuế nhỏ thì có đó tiểu thương nó có. Còn hả, đã doanh nghiệp, đã là doanh nhân thì phải hiểu được cái này. Cho nên càng minh bạch thì chúng ta mới tiệm cận và tiếp cận được với thị trường vốn trong và ngoài nước nha. Trước mắt là chúng ta tiếp cận được với ngân hàng tốt nhất. Mà ngân hàng cái ba lăng xích càng đẹp thì giá thành quý vị mua. Tôi nói mấy ông ngân hàng có mặt ngày hôm nay, tôi nói suy cho cùng các anh cũng đi bán tiền thôi, đúng không? Hàng hóa của anh là tiền, anh không bán anh cũng khó khăn như thường, chứ phải giỡn chơi đâu. Cho nên mình phải minh bạch, mình phải rõ ràng thì họ tìm mình nha. Ngân hàng đi tìm khách hàng thì rủi ro nó ít, ngân hàng mà để khách hàng đi tìm mình rủi ro nó nhiều, đúng không? Cho nên cái bản cân đối của mình càng đẹp thì mình, trong cái tiếng Anh nó có một câu là hai đứa thầy đều thân, mình càng xấu. Cho nên Việt Nam mình mà được xếp hạng mà không tốt, cả doanh nghiệp Việt Nam phải chấp nhận cái lãi suất cao, các bạn có tin không? Nên nó rõ lắm. Cho nên mấy ông ngân hàng hồi xưa mà lính tôi nói phải đi tìm khách hàng thì rủi ro nó ít, mà để khách hàng ngồi đó mà khách hàng tới thì rủi ro nó nhiều, nó cần chết thì mới tới. Và doanh nghiệp giao dịch với ngân hàng, các bạn phải tự tin cho mình. Không phải tôi nói bây giờ tôi không làm đâu nha, xưa nay tôi vẫn bảo vệ cái này tới cùng. Lính tôi mà không có đi tìm khách hàng, không chăm sóc khách hàng thì không phải là lính của Đặng Văn Thành. Bởi vì các bạn là những người rất là quan trọng, cái ngành của chúng ta rất là quan trọng. Cho nên khi mà kỷ niệm 65 ngày thành lập ngân hàng, Trung ương vô phỏng vấn tôi trả lời rong rắc, và tôi bảo vệ tới vấn đề là cho ngân hàng chủ động về việc tiếp cận đầu ra. Nếu họ chưa mở chi nhánh được, họ vẫn có quyền giải ngân tập trung. Bởi vì mở một cái phòng giao dịch ở tại cái huyện, thí dụ huyện Asimba, bắt ba gửi
bắt năm bắt tư gửi, bắt năm gửi, tháng sau họ có bắt năm bắt ba bắt tư có thu nhập. Rồi bắt sáu bắt bảy bắt tám dài là đẩy cái nền kinh tế cơ sở nhất, vì có tin không? Ông giám đốc đầu tư giờ đó là đẩy thúc đẩy cái nền kinh tế nhanh nhất và cơ sở nhất, hạ tầng nhất, à nói hạ tầng nhất. Nhưng bây giờ thì cái công nghệ số, có thời gian tôi sẽ nói về công nghệ số cùng với chị này. Nó là một con đường không thể nào sống hay là chết thôi. Thì cái này, đó là mệnh lệnh của chức trách. Ghê không? Hỡi những doanh nhân trẻ, rồi tôi sẽ nói các bạn đừng minh nhìn nhá. Mình nhìn Singapore, mình nhìn Korea, mình nhìn Nhật Bản, mình ngưỡng mộ đó. Chứ mình không tự ti với nó. Tôi thành lập Sacombank có 3 tỷ đồng mà, năm 1991. Tôi cùng với một số anh em nói chính xác như vậy. Nếu tôi tự ti với những ngân hàng thương mại quốc doanh thì chắc tôi không, tôi ngồi gì luôn à. Đúng không? Nên tôi khuyên doanh nghiệp trẻ không có khái niệm mình nhỏ hay lớn nha, mà mình làm tốt hay làm không tốt. Tại sao tôi nói như vậy? Quý vị hệ thống lại quý vị sẽ thấy năm 1990 đúng giữa 90 đó, một sự nó gọi là khủng hoảng về lạm phát phi mã ở Việt Nam. Lúc mới chuyển qua nền kinh tế thị trường, thôi bỏ. Tôi nói về vấn đề hội nhập. Sau năm 86 bắt đầu hội nhập. Tới 90 thì chúng ta chưa có sâu lắm. Nhưng 97 đó là khủng hoảng nền kinh tế châu Á, khủng hoảng tài chính châu Á khủng khiếp. Nha, 2008 khủng hoảng tài chính thế giới. Trước khi xảy ra đại dịch Covid 2019 thì nó có một sự bắt đầu có một sự chuyển dịch, một sự khủng hoảng, cho nên không phải là một sự trùng hợp 10 năm có một sự biến động để cho cơ hội của doanh nhân của chúng ta, doanh nhân trẻ chúng ta có cái điều kiện phát triển lên. Cho nên khi mà đại dịch Covid 19 xảy ra thì trước đó nó là một sự chuyển dịch 50 năm có một sự chuyển dịch, giống như thay đổi cái bàn cờ, dịch chuyển từ một cái công xưởng lao động lớn nhất của thế giới, đó là Trung Quốc. Mới vừa còn nghe là chiến tranh mậu dịch, chiến tranh thương mại, dịch chuyển qua các quốc gia, trong đó Việt Nam đón nhận. Tôi có một cái dự án, có một cái khu công nghiệp 1024 hecta, thời điểm đó tôi khách nó đến nườm nượp. Đó là cái hàng thị biểu để nhìn thấy được cái sự chuyển dịch theo một cái quy luật, có thể nói như vậy, có thể nói như vậy nha. Cho nên cái cơ hội của mình có chứ không có, không có chuyện tốt. Không có chuyện nhỏ hay lớn mà chuyện tốt hay không tốt. Đối với những vị trí mà cán bộ thuộc cấp của quý vị mà giao cho họ mà trưởng nhóm hay là phó phòng mà họ chê là mấy vị đó cần phải hiểu được. Vị trí không phải vị trí cao hay thấp mà làm tốt hay làm tốt. Vị trí thấp mà mày làm không tốt, còn mày đòi vị trí cao đâu có đâu. Không có đâu Diễm. Đúng không? Cho nên doanh nhân cũng vậy. Từ từ, step by step, không được phép dội dàng. Nha các bạn, không được, cho tôi nói là gì? Mất tiền như chưa mất gì hết. Mất uy tín, mất phần nữa. Mất tình yêu, mất phần nữa. Mất uy tín, mất tất cả. Nha, không còn cái thời kỳ mà ăn sỏi ở thì được đâu. Các bạn à, không được phép vội vàng mà làm gọi là mất đi cái niềm tin của nhà đầu tư. Người ta nói là uy tín. Theo khái niệm của tôi nha, 60-70% là cám dỗ bởi tài chính, 30-40% là tác phong. Đi trễ hay là cái này là tác phong, ăn mặc xề xòa tác phong. Nhưng tiền nó làm ảnh hưởng. Tin không? Giao dịch mà ông đó ông nói 3 ngày trả, người ta đã uy tín. Phải đúng vậy không? Mà mất rồi thì nguy hiểm lắm. Muốn đề bạt một cán bộ lên vị trí cao, nó yếu ta bồi dưỡng, thằng này nó lem nhem lắm, lem nhem không được. Hả? Đúng.
Mà không có uy tín thì không có tiền. Mà không có tiền thì làm sao, không có uy tín thì khó tạo ra tiền. Nha, mà tiền thì nó tạo dựng ra cái uy tín. Cái này cái cán bộ trẻ, doanh nghiệp trẻ phải nắm cái này nha. Thôi chúng ta đi vào cái nội dung. Rồi tôi còn được 20 phút nữa. Đây, 10 cái nguyên tắc đối với cơ quan hành pháp. Cơ quan hành pháp nha. Thứ nhất là chúng ta phải định hướng chiến lược. Quốc gia người ta có 50 năm tới 30 năm để định hướng chiến lược của quốc gia. Doanh nghiệp dù nhỏ hay lớn, các bạn cũng phải định hướng chiến lược cho mình 5 năm và tầm nhìn đến 5 năm là 10 năm. Xây dựng cái này không có khó. Các bạn nếu quy mô lớn như anh chủ tịch ở đây thì mình kêu các phòng ban họ làm. Họ làm và xây dựng cho họ rồi mình tổng hợp là hết rồi mình... Nó gọi là bố cục, mình hệ thống lại. Rồi mình sẽ bổ sung thêm. Trên cái nền tảng nào? Cái nền tảng đã có. Và đang có. Và sẽ có. Nha, sẽ có. Sẽ có chúng ta có thể căn cứ vào những cái chính quyết sách lớn của chính phủ. Hiệp định thương mại song phương, đa phương gì đó. Ha, hay là tỉnh đang quy hoạch khu này, khu nọ, khu kia. Nếu chúng ta là doanh nhân ở phạm vi tỉnh, chúng ta cũng nên đưa vào đó. Chúng ta phải định hướng. Nhưng mà điều hành định hướng, định hướng nha, đó là một chuyện. Còn điều hành định hướng đó là một chuyện. Chúng ta không xây dựng định hướng thì nó không giống như chúng ta thiếu cái la bàn. Thiếu cái la bàn. Tôi xây dựng cái định hướng xe công băng hồi xưa, ngồi ở dưới cổ đông người ta nhìn tôi giống như thằng anh khùng. Lúc đó tôi đã xây dựng lên 10.000 tỷ vốn. Trong thời kỳ 11-15. Và lúc đó sang băng đã lãi 4.600 tỷ một năm. Và tôi dự định hướng tới 2025 là phải lãi cả tỷ đô một năm. Chúng ta phải định hướng. Còn điều hành định hướng. Điều hành định hướng. Chiến lược phải rõ ràng nha. Để cho cán bộ công nhân viên họ đồng hành. Họ cảm nhận và đồng hành. Yeah. Giống như ngày hôm qua tôi nói chuyện với đội ngũ của cô này. Tôi nói trách nhiệm của các cậu phụ trách về nông nghiệp phải làm giàu cho nông dân. 73 hectare trên bình quân trên 1 tấn phải lên 80 tấn cho tới 90 tấn. Các bạn phải đưa cái quy trình canh tác đã được chắc lọc qua hội đồng khoa học rồi. Phải đưa vào cho bằng được. Nha, mà các bạn làm cái việc này là các bạn làm giàu cho nông dân. Nha, nhà máy đường cộng hưởng vào đó. Phải thấy được cái trách nhiệm của mình. Cho nên để nhân viên mình họ thấy. Nha. Và chúng ta điều hành nó. Nghe kỹ cái này. Điều hành nó là kế hoạch năm. Chúng ta gọi là phân rã ra từng năm. Và chúng ta điều hành bởi hàng từng quý, từng tháng và hàng tuần bằng cái lịch làm việc của mình. Giống như tôi có mặt ở đây, cái lịch này có cách đây cũng khoảng 2-3 tuần cả tháng. Chúng ta phải. Và tổng kết thì chúng ta tổng kết từ trên xuống. Nha. Để chúng ta tháng 10 là bên SACOM biết lúc này còn bảo còn có cái phương pháp ra không, chứ còn bên tôi nguyên tắc tôi tháng 10 là phải có chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2023. Nha. Chúng ta xây dựng phần thu vậy đó, tới lúc trả giá nhau như thế nào để giao nhận kế hoạch. Tổng kết từ trên xuống. Và sơ kết từ dưới lên. Để chúng ta có cái điều chỉnh kế hoạch. Bị kế hoạch là gì? Kế hoạch là nghệ thuật, kế hoạch là trách nhiệm. Và chúng ta làm việc với nhau suốt đời, chứ không phải kế hoạch là nhiệm kỳ, là khóa lấp. Nha, nhận để cho vui, còn hoàn thành không hoàn thành thì không có sao. Không bao giờ nói chuyện số hóa. Đã nói số hóa thì cái đó là con số không có thì đừng bao giờ nói chuyện. Nha. Số hóa là tôi khái niệm rất là đơn giản. Nếu có thời gian tôi sẽ khái niệm cho quý vị biết. Thứ hai nữa là phát triển mục tiêu, tạo một sự khác biệt trong cạnh tranh bền vững, giống như chị gì vừa mới phát biểu. Tất cả đều giống nhau hết các bạn à. Nha, khách sạn 5 sao đều là 5 sao hết. Nhưng nếu làm du lịch, nó hơn nhau cái gì? Khi tôi quay trở lại từ nhà băng về, tôi bỏ cái nhà băng, tôi bị cướp cho bị bỏ. Nha, khi tôi về trở lại, là cái du lịch đầu tiên nhất là tôi trồng 5 hectare phượng ở tại Dốc Lết. Bây giờ tôi thấy tháng 4 ai cũng đi qua Nhật hưởng ngoạn ở cái xứ ôn đới, hoa anh đào.
Trời ơi, mình nhiệt đới cũng có những cái sắc màu hoa phượng kinh khủng lắm. Trên đỏ, dưới thảm. Đúng không? Tại sao mình không trồng mà trồng rải rác thì không thu hút được. Trồng một cái rừng. Bữa nay là Nga với Trung Quốc nó mê hơn là cái gì? Tôi nói là ngồi dưới hoa anh đào, uống sake, ăn bò Kobe. Còn ngồi dưới gốc hoa phượng là cái gì quên này? Ăn cái gì? Ăn hải sản, uống rượu, uống rượu cần. Cũng cái thú vị của nó vậy. Cái này là những cái khác biệt. Khác biệt. Điều hành thì bằng chính sách và quy chế, quy trình, cẩm nang và hướng dẫn. Nha. Chút xíu tôi cho nói rõ hơn quy chế, quy trình. Quy chế là cơ quan lập pháp ban hành. Quy trình là cơ quan hành pháp ban hành. Tổng giám đốc có thể ban hành một quy trình 5 bước. Nhưng ông tổng giám đốc mới lên tao phải 3 bước thôi. Nha, 3 bước. Thì cái đó là quy trình tổng đốc ban hành. Anh tổng giám đốc tôi mới vô nè, đây anh Ngữ giới thiệu, đây là tổng đốc của nhà máy đường Biên Hòa, tổng công ty đường 50% thị phần Việt Nam. Cái nước quý vị đang uống á là nước mía đó nha, của ảnh á. Nước này nước chân cất á, nước này phụ nữ uống là mát. Nó là lấy đường ra hết rồi đó. Nước này của ông này đó. Cái dân bản lập quy phải được hệ thống và hoàn thiện. Cái cơ quan tư pháp phải phát hiện ra, không phải quảng cáo đâu nha, không có quảng cáo nói lưu ý gì thôi. Cái hệ thống mà dân bản lập quy là chúng ta phải phát hiện ra, bởi vì nó có giá trị từng thời kỳ nha. Do quy mô, do luật pháp, do điều kiện sẽ thay đổi, chứ không phải văn bản lập quy nó theo mình suốt cuộc đời đâu, không có đâu nhá. Nhớ cái đó, mà cái cơ quan mà phát hiện ra trách nhiệm kiểm soát là phải có trách nhiệm phát hiện ra, chúng ta phải điều chỉnh cho nó phù hợp. Nói cái này nó hịch nghịch diễn một chút nha, cán bộ mà làm theo văn bản lập quy thì coi chừng làm không tốt nha. Mà không có văn bản lập quy thì không bao giờ điều hành được nha, bởi vì nó là cái hành lang pháp lý. Chúng ta áp dụng cho đại trà nha. Cái này có nhiều, tôi sẽ phân tích cái này sau, chúng ta sẽ nhìn thấy. Doanh nghiệp thì không có tuổi thọ, doanh nhân thì có tuổi thọ. Câu này tôi nói ngay lúc bàn giao Sa Công Băng. Tôi cảnh báo với cái nhóm mà mày nhào vô không chuyên nghiệp, tôi dùng cái từ như vậy. Tụi bay cũng không có lâu đâu, mà Sa Công Băng không có chết. Sa Công Băng vẫn là Sa Công Băng, đúng không? Tụi bay vô, tụi bay ra, chuyện hết sức là bình thường. Mà vô như thế nào, ra như thế nào? Các cái quyết định cần phải rõ ràng, nhất quán, biết thu thập thông tin, lắng nghe mọi cấp. Cái này thì tôi sẽ nói về một chút xíu cho các bạn biết. Doanh nhân thuần tí, rồi doanh nhân nãy tôi nói rồi, trọc phú và doanh nhân hai khái niệm, hai cái khác nhau nha. Mà đã là doanh nhân mà nếu không có một tố chất lãnh đạo thì khó làm doanh nhân tốt. Còn lãnh đạo, trưởng phòng, tổng giám đốc, các phó tổng đốc đều là lãnh đạo. Thì tôi sẽ nói về cái vai trò lãnh đạo, đang nói về vai trò lãnh đạo đó. Khái niệm có quyền và không có quyền. Không có quyền mới là có quyền. Wow, tại sao vậy? Những doanh nghiệp nhỏ trong có mặt căn phòng ngày hôm nay, các vị có thể áp dụng mô hình này được. Bởi vì chúng ta không phải là tiểu thương. Tiểu thương thì các bạn đứng ngay cái sạp hoặc mở cái quán cà phê, bác hai vô uống, bác ba mua, đó là tay rất trực tiếp. Còn đó là doanh nhân, chúng ta kinh doanh qua cái mô hình. Bạn có thể chọn mô hình hữu hạn, mô hình cổ phần, mô hình tập đoàn vậy đó. Mình có quyền mình chọn nha. Thì chúng ta phải thông qua cái bộ máy, đúng không? Còn quy mô nhỏ thì có thể chi phí không cho phép thì chúng ta gom vô hết cho mình được. Nhưng chỉ phù hợp với quy mô nhỏ. Quy mô lớn là các bạn nên đưa cái mô hình kim tự tháp vào thông qua cái sơ đồ tổ chức và cái công tác tổ chức. Chúng ta không có tập quyền về mình được. Bởi vì các bạn biết những cái định phí khi xây dựng ban đầu nó đều có hết. Năm nay kế hoạch doanh thu 10 đồng, chi phí 3 đồng, còn lời 7 đồng, hoặc là doanh thu 10 đồng, chi phí 5 đồng, còn lời 5 đồng. Đây là định phí nó có rồi thì ai ký cũng được. Trong vấn đề quy chế chúng ta phân quyền cho nó, người ta ký thay mình. Chứ mình ngồi mình ký cái đó nữa, đâu có còn thời gian. Mà các cái doanh nghiệp nào mà ôm cái này, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, thường hay bị cán bộ thuộc cấp lợi dụng trong cái chuyện mà tập quyền này để hộ qua mặt, rủi ro lớn lắm. Cho nên phân quyền
thì cái quyền này nó mới lâu dài. Còn tập trung quyền lực, quyền này nó nhanh lắm nha. Tôi mới nói là có chừng có quyền mà có chừng không có quyền á, nhanh lắm nha. Còn không có quyền mà lại là có quyền, là mình phân cấp xong mình chỉ đạo. Cái này là một phương pháp khoa học nha, phương pháp mà thế giới nó xài chứ không phải. Hiện tại và nhân tài. Nhân tài có thể chúng ta thuê được, như bóng đá có thể mua được, nhưng hiện tại thì phải nuôi dưỡng nha. Phải nuôi dưỡng nha, phải gây dựng nha. À, mới có được. Mà nếu một tổ chức nào mà không có cái đội ngũ hiện tại này thì tôi không tin là họ sẽ phát triển bền vững được. Với một kinh nghiệm 43 năm trên thương trường, phải có đội ngũ hiện tại. Như nãy tôi vừa mới nói với quý vị, mà có đội ngũ hiện tại thì phải có chính sách như đó, nó mới đi theo mình được. Còn không thì nó vô, nó để kính, nó rình, để hở, nó rình thì chết. Còn nhân tài chúng ta có thể mua được đoạn kỳ nha, bằng những các chuyên gia mình đào tạo trước kia, mình mua về. Còn hiện tại thì phải nuôi dưỡng. Mà nuôi dưỡng hiện tại, phát triển hiện tại, người ta còn gọi là môi trường thăng tiến tốt ở đơn vị đó, đúng không? Nếu những cái chính sách tốt cho những cái vị trí tốt, cho những vị trí lãnh đạo, thì người mình không xứng đáng hưởng à. Đi mời gọi săn đầu người làm cái gì, mà thực chất họ về cũng không lâu được. Về văn hóa, về gắn tính, gắn bó, tất cả các thứ không thể nào. Họ vô họ bay, họ nhảy. Bây giờ mình tuyển qua báo chí, tuyển qua săn đầu người, thực chất không có bền bằng cái hiện tại nha. Mà hiện tại dùng cái quy chế, quy trình đó, thì công việc nó sẽ tốt như thường. Đừng có ngại cái đó. Nhiệm kỳ phải có chức danh, phải có bổ nhiệm, phải có thời hạn. Nhớ cái đó nha. À, doanh nghiệp dưới đây nhiều khi cứ đưa quyết định không có thời hạn, không đúng. Thời hạn 3 năm hoặc 4 năm tùy theo mình. Mà cái thời hạn này nó có giá trị với những người không có năng lực. Nó sẽ không có giá trị với những người có năng lực, vì đâu có nghĩa đâu. Nhưng mà phải có để chúng ta đánh giá lại nha. Đó là cái phương pháp. Đại sứ kinh tế đấy, tôi thường hay nói, nãy tôi mới nói với chị Lan thôi, con làm đại sứ kinh tế của TDC ở tại Azamba đó, một năm nộp ngân sách 40 tỷ đúng không, 35 tỷ, mà đang phấn đấu lên 50 đó. Rồi giải quyết lao động, tạo ra sản phẩm của cải, đó là đại sứ kinh tế của TDC. Tại sao tôi nhắn nhủ như vậy? Để tôi thấy cái vai trò của đại diện của tôi, họ cảm thấy họ có trách nhiệm hơn. Hồi xưa Sacombank cũng vậy, mấy vị lãnh đạo ở đây tôi cũng nói, đây là đại sứ kinh tế, thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển hay không là quý vị, đúng không? Cái đó cách nói thôi các bạn à, nhưng tôn vinh họ thì họ cảm thấy có trách nhiệm hơn. Chấm hết. Xác định cái rủi ro nha. Rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro ôi tất cả các thứ. À, mùa mưa thì chúng ta chuẩn bị rủi ro gì, mùa nắng là rủi ro gì. Rủi ro, tất cả những cái hoạt động đều có rủi ro nha. Ra đường cũng có rủi ro, tất cả những đề đều có rủi ro hết trong cái cuộc sống của chúng ta. À, nếu mà chúng ta khẩu vị được thì chúng ta sẽ chuẩn bị dự phòng được. Rốt khẩu vị được thì dự phòng được. Mùa nắng thì dự phòng cái gì, mùa mưa dự phòng cái gì, tỷ giá lên thì dự phòng cái gì, ta đều. Nhưng rủi ro của mọi rủi ro là con người. Con người là tài sản vô giá của doanh nghiệp, nhưng họ không phải là sở hữu của chúng ta. Nhớ nha, rủi ro khẩu vị được, thậm chí kinh doanh được. Xin lỗi, trong này có ai cũng chơi bảo hiểm không? Cái nhà bảo hiểm thì kinh rủi ro gì nữa. Rủi ro của mỗi rủi ro là con người. Con người là tài sản vô giá của doanh nghiệp, nhưng họ không phải là sở hữu của mình, nếu mình không có chính sách tốt. Nhớ cái này nhé. Cho nên để giảm thiểu cái này, Sacombank với TDC chỉ có hai đơn vị áp dụng cái này, mà không biết bên này còn giữ hay không. Đó là nghỉ phép bắt buộc 15 ngày. Lao động cho nghỉ 12 ngày, luật lao động tôi bắt nghỉ thêm 3 ngày. Với những chức danh và chi phối bên chính sách này, gồm có thủ kho, cửa hàng trưởng, phòng giao dịch, giám đốc, tổng giám đốc phải nghỉ hết. Phó không áp dụng cái chức danh này. Trưởng áp dụng chức danh này. 15 ngày anh không được tới cơ quan,
anh đi đâu anh đi nha, phó anh làm tôi không cho, tôi cử người tôi xuống để làm công việc. Tại sao thị phần ở đây anh đứng thứ mấy anh cho tôi biết nha, quy động sao, còn đường thì sao, tài sản tôi giao cho anh để sao mà nó xuống cấp như vậy. Thì giám đốc lưu động sẽ đối thoại với họ, nhưng bắt buộc họ phải đăng ký ngay từ đầu năm nha, đừng có nói là biến động nhân sự, nói chuyện với chuyên nghiệp với nhau không có nói. Mở cái điện thoại ra coi, thứ hai của năm 2023 là mười mấy tay ngày mai là thứ mấy, nó có hết trong đó đó, cho nên chúng ta phải đăng ký trước nha, đăng ký trước để mà chúng ta có những cái chuẩn bị công tác. Nếu quy mô nhỏ, các bạn không có cái đội ngũ chuyên nghiệp như tụi tôi đâu, thì các bạn nên dùng dân ở văn phòng xuống làm lưu động. Nhớ nha, thủ kho, cửa hàng trưởng đâu phải, đừng để cho họ có một cái suy nghĩ lệch lạc trong đầu, và đừng bao giờ để họ nghĩ rằng họ là siêu sao nha. Không có mợ, chợ cũng đông nha, mặt trời không mọc về hướng Tây đâu nha. Cho nên cái đó là kèm theo cái 30 ngày nữa. Cái này thì tụi tôi bắt buộc phải nghỉ, hết nhiệm kỳ là phải nghỉ, trong vòng 2 tháng có thể đi qua làm cái này nha, cho nó tương đồng. Thì cái này là cái phương pháp gọi là giảm thiểu đi cái bệnh sau sớm nha. Để làm chi? Để họ không còn thấy họ là tự cao tự đại nữa, họ sẽ hòa quyện với đồng nghiệp của họ, họ sẽ có những cái cư xử, có cái suy nghĩ sẽ đúng đắn hơn và gắn bó với mình hơn. Như hồi nãy tôi nói về cái định hướng chiến lược, chúng ta phải cho đội ngũ cán bộ chúng ta thấy, để thượng tầng thì quyết liệt, nhưng hạ tầng không thông thì chính sách nó không bao giờ đạt được như mong muốn nha. Cho nên mình cho họ biết, cho họ nắm, thì họ sẽ khao khát giống mình, giống như mấy ông trồng cao su vậy, mong cho 4 năm tới, 5 năm tới để cạo mũ. Thì nhân viên mình cũng vậy, họ biết được ngày hôm nay họ làm cho bộ tổ chức này, 5 năm sau nó là cái gì, để họ có cái khát vọng. Như vậy thì có thể tạm dùng là ngày sau nhanh, năm sau chậm, đúng không? 10 giờ cũng không đủ, 12 giờ cũng không đủ, nhưng muốn tới 2025 liền, 25 liền để mà công ty của mình sẽ đứng ở một cái ngôi thứ nào, trong ngành nghề nào, trong địa bàn nào nha, là cái tạo ra một cái khát vọng nha. Khách hàng nội bộ nó không có thua gì quan trọng, cái quan trọng không thua gì khách hàng bên ngoài. Khách bên ngoài thì họ có thể biểu hiện bằng cách họ không sử dụng hàng hóa của mình, nhưng khách hàng nội bộ, cái khu xử mà không khéo thì bản thân cái người đó cũng bị ảnh hưởng về phát triển tương lai của họ, mà công việc của công ty chúng ta sẽ bị đình trệ, bởi vì họ bằng mặt mà không bằng lòng. Họ hiểu về quy chế, họ hiểu về quy trình, họ trì hoãn, cho nên những cái idea mình đưa ra họ cũng không ủng hộ. Cho nên các bạn nên nhớ, bao nhiêu người con, bạn bè tôi đều gửi cho tôi chuyên gia đào tạo, các thế hệ trẻ mà. Nên vô xin việc cho tôi, gửi cho tôi nói, cái văn bằng là cái cửa vào, cái vé vào cổng thôi con à. Học lực chú không quan tâm nhiều nha, mà chú mong muốn con ứng dụng ngay cái kỹ năng giao tiếp đi. Ông bà mình nói mà thương nhau thì trái ấu nó cũng tròn, mà ghét nhau thì ghét cả cái công ty họ hàng. Cho nên cái kỹ năng giao tiếp mà con không có rồi đó, thì con rất là lận đận khi con thực tập nha. Đừng có nói chi khi con ra ra thương trường, không được chung quanh, giống như mình vẽ cái vòng mình đứng ở đó vậy. Tại sao như vậy? Uổng lắm. Cho nên cái này khách hàng nội bộ cũng vậy, mình phải có cái khu xử bắt nguồn từ cái văn hóa của một tổ chức, mà người leader là phải hiểu cái này nha, phải xây dựng một cái văn hóa cho cái tổ chức của mình, phải nhắc nhở, phải đôn đốc. Thật sự cái này có nhiều người sẽ chuyển biến được, có nhiều người thuộc về cá tính rất là khó. Gặp những đối tượng cá tính này, chúng ta nên động viên họ về một cái vị trí nào nó phù hợp hơn nha, những cái vị trí mà hết sức là cần phải có cái tính nhạy bén. Nghệ thuật kinh khí làm việc tiếp không, phân công phân việc thông qua sơ đồ tổ chức nha. Tôi hãy tôi nói là chúng ta đã là doanh nhân ở cái quy mô lớn thì chúng ta kinh doanh qua cái mô hình, không kinh doanh trực tiếp được, cho nên cái sơ đồ tổ chức rất là quan trọng. Khu tổ chức đi công tác tổ chức, khái niệm về cảm giác và cảm xúc,
Các bạn chơi thể thao không biết, không có cảm giác được tốc độ, tham gia giao thông không cảm giác được tốc độ thì chắc chắn tai nạn sẽ xảy ra. Nếu chơi thể thao mà không cảm giác được tốc độ thì chắc các bạn không thể nào là vận động viên số 1 được. Còn các bạn làm việc, hôm nay trong này có nhiều cán bộ ở vị trí giám đốc trưởng phòng, các bạn không có cảm xúc thì sao làm được? Nếu không có cảm xúc thì làm sao làm tốt công việc được? Chắc không bao giờ được. Cho nên mình phải rèn luyện mình, mình phải cập nhật mình, phải update cho mình để mình nắm được công việc vững vàng thì cái cảm xúc của mình sẽ trân trọng lên. Lãnh đạo cấp trung gian là một cầu nối nha. Hồi nãy tôi nói cấp trung gian, khái niệm trung gian gì là cấp trưởng phòng, cấp cửa hàng trưởng nha, thượng tân. Ở đây tôi nhìn cái nón bảo hiểm thì tôi mới nhớ là hồi xưa đó là bắt đầu mà phát có cái nón bảo hiểm Sacombank băng đầu tiên là cái cô phòng giao dịch ở ngoài Bắc ấy, là cổ góp ý, cô hỏi tại sao mà không nhân cái cơ hội mà chính phủ kêu gọi thì Sacombank băng nên tặng món nón bảo hiểm đầu tiên. Đó là gì? Đó là vì sao băng nó có cái bản tin nội bộ giống như TDC, quy mô có nội bộ thì thu thập cái thông tin đó. Thông tin nó đâu có tốn tiền đâu. Nhiều cái thông tin chúng ta phải mua vào Reuters, đúng không? Cái này thông tin rất là thiết thực. Cái cấp trung gian nó quản lý nhân sự, cái cửa hàng trưởng còn biết cả cá tính của từng người trong cái cửa hàng nữa mà. Ông nào sợ vợ, ông nào uống bao nhiêu bia nó biết hết. Mà chúng ta không phát huy nó, chúng ta không lắng nghe nó, bởi cái thông tin này hết sức là thiết thực. Như vậy là chúng ta lãnh đạo doanh nghiệp coi chừng chúng ta không có thể nào thành công như những doanh nghiệp như mong muốn được đâu. Là người tiếp cận nào, tôi nói này. Tiếp được không? Lắng nghe những ý kiến đóng góp mọi cấp, đặc biệt cấp lãnh đạo cấp trung gian để chúng ta, cái cụm từ chúng ta hay thường dùng là phát huy trí tuệ tập thể. Đừng bao giờ dẫn dưng ý kiến của họ, khích lệ họ, khen thưởng. Ở đây chắc đa phần là khen thưởng và thường thường dùng kinh tế là chính, nhưng mà quên cái điều là tinh thần nữa. Chúng ta sẽ tôn vinh họ, chúng ta sẽ biểu xướng danh họ ngay buổi sơ kết và tổng kết bằng những cái bằng khen. Họ sẽ trịnh trọng bởi cái đơn vị họ làm việc, họ trịnh trọng ở nhà họ hoặc cơ quan, họ khoe, họ tự hào với gia đình họ. Cái này là cái nghệ thuật nha. Tư nhân, doanh nghiệp nhỏ thường hay không để ý tới cái này. Thù lao phải xem là chi phí đầu tư nhá. Thù lao phải xem là chi phí đầu tư. Hợp đồng chức danh, tại sao có hợp đồng chức danh? Tôi nãy tôi nhắc lại, 2003 bắt đầu thị trường vốn vận hành. Thế 2006 công ty chứng khoán nó mọc lên như nấm, đúng không? Một đêm một cái công ty chứng khoán mất hết phân nửa người, có tin không? Rồi gần đây ở Nha Trang với ở Nha Trang với ở gì, trời đất ơi, Trung Quốc khách Nga nó qua các khách sạn, nó biến động nhân sự kinh khủng. Cho nên chúng ta phải có hợp đồng chức danh. Hợp đồng chức danh là những cái chi phí chúng ta phải đưa vào, chi phí đào tạo, chi phí anything đưa vào hết cho đây nha, là mình trừ vào hàng năm công tác của họ. Thế nhưng không có ra, nhưng mà nếu họ nghỉ một lý do chính đáng thì các bạn phi cho họ hết. Còn nếu mà họ nghỉ, họ qua đối thủ mình, họ làm, họ mang những cái chi phí đào tạo của mình qua bên đó họ làm, thì rõ ràng đây là một sự không công bằng, bắt buộc họ phải trả bồi thường là cái này. Họ trả không trả chuyện của họ, mày làm bên đó tao gửi thông báo bên đó, trời biết trước nha, tao gửi nha. Cái này nó công bằng lắm, đừng có ngại cái này nha. Cái hợp đồng chức danh, còn cái chi phí đầu tư xem như là những cái đầu tư cho một vị trí nào đó cũng là chi phí đầu tư, chứ ta đừng xem nó là chi phí mất đi. Thậm chí cả cái thu nhập hồi nãy tôi có nói cũng là chi phí đầu tư. Chúng ta phải trân trọng cái chất xám nha, đừng có để nó bị lệch lạc. Cái này chi phí mất đi, một đồng cũng phải tiết kiệm. Bước ra khỏi phòng thì phải tắt đèn nha. Chi phí đầu tư hết sức là cẩn thận, không được tùy tiện cắt giảm. Cắt giảm chi phí đầu tư tùy tiện đồng nghĩa với triệt tiêu động lực phát triển. Nhớ cái này.
Một đơn vị mà biến động nhân sự quá 10% thì xem lại. Nha, cái này thì tùy theo ngành nghề, tùy theo vị trí nữa. Cái này thì tôi thấy nó hơi chưa phù, không phù hợp lắm. Nhưng mà nói chung lại, tránh cái tình trạng mà biến động nhân sự. Bị biến động nhân sự chi phí hữu hình và vô hình mất lớn lắm. Một sinh viên ra trường mình đào tạo được rồi, cái bắt đầu mình bị mất bởi vì cái cơ chế, cái chính sách của mình không tốt, không thể nào giữ được. Đúng không? Cái này thì chúng ta cần phải lưu ý giảm thiểu cái việc mà hả giám đốc lưu động xuống. Tôi đặt trong cái đề cương mà biến động nhiều là tôi xem lại cha này mày có đưa bà con dòng họ mày vô không? Tại sao mày để mà cho cán bộ mà nó đi nhiều như thế không được? Cổ phiếu là chính sách ESOP. ESOP, ESOP là làm giàu chính đáng nha. Làm sao mà tập trung hết cho cái ngọn hải đăng, cho cái lợi nhuận của đơn vị của mình để các bạn niêm yết. Các bạn niêm yết thì các bạn sẽ có cái nhà đầu tư họ trả cho mình cái thị giá lên tới 50.000 một cổ phiếu, 100.000 một cổ phiếu, chúng ta sử dụng ESOP. Một năm chúng ta bán 1 tỷ cho một cán bộ trực phó phòng, phó phòng, trưởng phòng thì 2 tỷ thì quý vị thấy họ thu nhập cái này rất là lớn, rất là lớn. Mà cái này hết sức là minh bạch, hết sức là khoa học nha. Còn chúng ta không có tập trung về một cái thị giá tốt thì chắc chắn rằng cái đơn vị đó sẽ không thể nào có được cái đội ngũ đồng hành mà đầy đủ nhiệt huyết. Khởi nghiệp mưu sinh. À, mọi người trong chúng ta đều phải khởi nghiệp sau khi rời ghế nhà trường, đúng không? Giống như bước ra một cái ngã ba đường, ai cũng vậy, khởi nghiệp kế thừa, khởi nghiệp mưu sinh, à, đa phần là khởi nghiệp mưu sinh. Thì đa mưu sinh thì nó có hai cái dạng mưu sinh. Một là chúng ta bước qua bên này mưu sinh trực tiếp. Mưu sinh trực tiếp thì chúng ta phải huy động tiền cá nhân, tiền gia đình, tiền bằng hữu, tiền ngân hàng, tiền tất cả các thứ để chúng ta trực tiếp kinh doanh. Trực tiếp kinh doanh thì quý vị biết thương trường là chiến trường. Thủ đoạn, trời ơi, nó có thể manh động tùm lum hết. Bởi vì cái câu dân gian mình nói là gì? Đó là chén cơm manh áo. Nhưng mà chúng ta vượt qua được hết tất cả các cái trở ngại đó thì chúng ta sẽ thành gì? Sẽ thành những doanh nhân lỗi lạc, đúng không? Còn chúng ta mưu sinh gián tiếp, chúng ta phải chọn một nghề của mình rồi, đương nhiên rồi, mình yêu thích rồi, mình học hành rồi, sẽ chọn một cái đơn vị có uy tín, có thương hiệu, có chính sách để chúng ta đồng hành với thương hiệu đó nha. Và cái thành quả của lao động này là gì? Là làm lãnh đạo, làm trưởng phòng, làm phó tổng, làm tổng giám đốc, đúng không? Đó là cái thành quả của lao động gián tiếp nha. Cho nên cái gần đây cái startup á dường như nó ít nói rồi, đến nỗi mà tỉnh Ninh Thuận phải mời tôi về anh về nói chuyện. Cái cứ nói startup là ai cũng muốn làm giàu hết, ai muốn làm chủ, không có phải. Mà tôi khuyên doanh nghiệp trẻ nên đi lớp trẻ là nên đi qua trải nghiệm bằng cái mưu sinh gián tiếp đi, rồi sau đó mình có đầy đủ điều kiện rồi mình mới đi trực tiếp. Chứ còn như một tờ giấy trắng mà ra nó đập cho chết, tập cho chết chứ không phải là đơn giản đâu. Cái thương trường nó là chiến trường, nó còn thiên thời địa lợi nhân hòa nữa, chứ không phải ai cũng muốn làm giàu được đâu. Cho nên đi qua cái mưu sinh gián tiếp nó sẽ có lợi hơn và cái thành quả của nó. Một chút xíu tôi sẽ có một cái bài mà trong lúc mà giãn cách tôi có viết về cái nghề này nha. Thành quả của mưu sinh gián tiếp là làm lãnh đạo của một đơn vị mà mình đã chọn nha. Mà chọn rồi thì phải toàn tâm toàn ý, đừng có nhảy cốc nữa nha. Nha, đi đâu lân quanh cho đời mỏi mệt rồi đi cũng khởi nghiệp trở lại nữa. Cho nên vừa rồi tôi gặp ông Trần Đình Thiên, tôi nói thôi bây giờ mấy em muốn ông tham mưu ông đừng có dùng cái từ khởi nghiệp quốc gia nữa ông ơi, bây giờ kiến thiết đi, đi vào cái thời kỳ phải kiến thiết. Lời nói và hành động nha, không được dễ dãi đối với nhân viên gần gũi nha, nhưng không được xuề xòa. Cái này là cái vấn nạn của người Việt Nam. Mình nhìn mấy cái quốc gia khác thì mình ngưỡng mộ nó được, mình tự ti với nó. Tại sao? Tại vì mình thể trạng của nó chưa chắc đẹp trai bằng mình. Tụi Thái Lan đẹp gái bằng mình, mà tại sao nó làm được? Mình làm không được. Tại vì mình xuề xòa với nhau, mình không số hóa bản thân mình. Nhân viên mà bạn với tôi mà tuần sau, bây giờ không nói tuần sau nữa mày, tuần sau thứ mấy cho tao biết. Ngay từ cuối đầu chúng ta phải định lượng được, phải định lượng tinh thần cầu tiến nha, cầu tiến. Hôm qua tôi nói chuyện với nhân viên cán bộ, tôi hỏi về cái iPhone, tôi thì xài cùi bắp nha, tôi cũng nói
Cái iPhone 2022 người ta đã có 2023 rồi. Đúng không? Mình phải cải tiến và cải tiến. Người lãnh đạo thấy mình yếu lĩnh vực nào, mình phải bồi dưỡng, mình phải hoàn thiện. Nhân thì vô thập toàn. Nhân vô thập toàn. Nếu mình làm công tác tổ chức, mình biết cha này là đối nội rất tốt, mình phải tìm một ông phó đối ngoại. Còn nếu mà tổ chức không thấy cái đó, mình thấy, mình bổ khuyết cho mình. Nha. Tuổi như tôi phải cần lực lượng trẻ. Bởi vì sao? Sức bật tôi U70 rồi. Sức bật tôi chỉ có U60, tôi U70 rồi. Tôi sức bật tôi không còn như hồi còn trung niên nữa. Nhưng mà idea tôi có, kinh nghiệm tôi có, giống như chúng ta chia sẻ với cái thế hệ doanh nhân là thế, tôi muốn mong muốn như vậy. Các bạn phải có những cái kinh nghiệm mà do cái thế hệ tôi chia sẻ lại. Nhưng mà sức bật của các bạn sẽ tốt hơn. Còn nếu các bạn được tín nhiệm ở cái vị trí còn trẻ tuổi mà được tín nhiệm ở một cái vị trí quan trọng, hoặc các bạn đang điều hành những doanh nghiệp trẻ của mình, thì nên tìm những ông già dặn có kinh nghiệm ngồi kế bên. Nha, thì đáp số sẽ tốt. Giống như đó là cái kinh nghiệm tôi chia sẻ với quý vị. Lãnh đạo phải giỏi, vừa phải có tố chất kinh doanh, nha, vừa phải có tố chất quản lý và có khả năng khái quát được vấn đề. Là người thầy, là hạt nhân, là người lãnh đạo phải biết khơi gợi được trách nhiệm cán bộ nhân viên. Tôi nói tất cả doanh nhân và trọc phú nó khác nhau. Doanh nhân thì phải có tố chất lãnh đạo, nha, phải đưa cái nghệ thuật lãnh đạo vào. Còn nếu á, mình đừng có sợ, cái chung quanh mình họ giỏi hơn mình. Cái điều này á, là tôi thấy rất là nhiều những các bạn sẽ tìm lại trong cái đội ngũ nhân viên của mình sẽ nhìn thấy có nhiều người họ lạ lắm, họ muốn họ là cái đinh trong cái tổ chức của mình, họ muốn cô lập hết tất cả những người khác. Thật sự tôi thấy những cán bộ đó tôi chia sẻ, con như vậy người ta không bao giờ mà người ta cấp cao, người ta chuyên nghiệp, người ta nhìn thấy hết á, không phải là đơn giản đâu. Các con làm như vậy thì cái bước đường thăng tiến của con sẽ không tốt. Giống như thời anh Trần Xuân Quy tổng đốc của Sân Băng hồi xưa mà anh đang còn đương chức, anh đã nói với tôi rồi, anh kiếm một người nào để chuẩn bị thay tôi nếu tôi có mệnh hệ gì. Thì những người mà nói lên những công việc đó thì làm sao mà mình cho họ nghĩ được, đúng không? Cái trách nhiệm, cái chuyên nghiệp nha, phải là một vừa rồi tôi nói chuyện với trường đại học Dạch Xanh của tôi cũng nói hiệu trưởng suy cho cùng anh cũng là một doanh nghiệp, bệnh viện cũng vậy, suy cho cùng là doanh nghiệp, nhưng mà doanh nghiệp này không vì mục tiêu lợi nhuận, nhưng tối thiểu lắm anh cũng phải có đầy đủ điều kiện để anh hoạt động, đúng không, để phát triển cái đơn vị của anh. Cho nên những cái câu hỏi mà của trưởng khoa đồ, giáo viên đồ, mai mốt thầy phải trả lời cho tôi, không trả lời nữa. Hồi sáng tôi nói chuyện với các bộ tôi cũng vậy. Bởi vì không có doanh nghiệp nào, chủ nào mà đi vay ngân hàng trả tiền lương cho mình hết trơn. Tất cả nó đều phải từ cái lợi nhuận. Mà lợi nhuận ai làm ra? Chính các bạn làm ra. Không có ngân sách nào, không có ai đi vay ngân hàng mà trả lương hết trơn. Cho nên mình phải hiểu được để mình thấy. Hãy nói theo ông bà mình nói là mình phải ăn cây nào phải rào cây nấy để cho nó có hoa có trái để mình hưởng. Làm giàu cho tổ chức đó, tôi đơn giản lắm nha. Hùng biện nó không phải là thiên phú. Hùng biện các bạn trau dồi được. Muốn hùng biện giống như tôi đứng trước đám đông như thế này thì từ vựng phải vững. Nếu từ vựng không vững, không biến từ được thì các bạn sẽ bị tụt áp. Bị tụt áp là rồi mất hứng. Ta xuống. Cái này nó rất là quan trọng nha. Cho nên á, người ta có cái sách hướng dẫn, Nguyễn Lê hướng dẫn về hùng biện. Chúng ta chấp nhận 2% ngủ gục trong khán phòng bởi vì họ muốn nghe nhưng họ mệt mỏi. Đừng tập trung vào những đối tượng đó. Nha, mà chúng ta phải chuẩn bị từ vựng. Mà muốn chuẩn bị từ vựng tốt, các bạn phải đọc sách nhiều. Đọc sách, các bạn đã hành văn hồi nào các bạn không biết. Nha, bạn phải đọc báo. Đọc sách. Đọc báo thì các bạn sẽ ứng phó cho tương lai. Nha, còn đọc sách thì các bạn học những cái quá khứ để các bạn đưa vào
trong công tác lãnh đạo của mình. Nếu mà lãnh đạo không có kiên nhẫn để mà trau dồi cái kỹ năng lắng nghe nha, thì các bạn sẽ không thể nào khái quát được. Mà lãnh đạo mà không có kỹ năng khái quát thì thực chất mà nói giống như một ông uống rượu say, ông nói hoài không biết ông nói gì, không có trọng tâm trọng điểm được. Phải trọng tâm trọng điểm thì cán bộ của mình nó mới nể phục mình được. Nói là phải đúng ngay chỗ đó. Thì muốn như vậy thì phải khái quát giỏi. Quý vị giống như ở nhà mà nếu một người mà gia đình đó mà không có khái quát được thì nhìn vô nó bừa bộn đó. Cho nên kỹ năng khái quát rất là quan trọng đối với một vị trí lãnh đạo. Khái quát không tốt thì không thể nào làm lãnh đạo tốt được. Mà muốn khái quát tốt để chúng ta làm sao? Chúng ta nhập được, chúng ta phải tải ra được. Bởi chúng ta kinh doanh qua cái mô hình mà, qua tổ chức, chứ chúng ta không kinh doanh trực tiếp được như tiểu thương được. Đúng không? Mà chúng ta nhập vô nhiều, chúng ta tải không ra thì làm sao làm? Mà chúng ta không thể nào làm bảo vệ được, cũng không thể nào làm trưởng phòng kế toán được, không thể nào trưởng phòng tài chính được. Tất cả là họ làm hết, mà làm họ phải, mình phải tải cho họ nắm chứ. Cho nên cái kỹ năng hùng biện là bắt buộc phải trau dồi. Nó không phải là thiên phú nha. Không phải thiên phú nha. Sức khỏe, hạnh phúc, kiến thức không ai cho mình được. Nhớ cái này nha, 9 điều hồi nãy tôi nói mà quý vị thiếu một cái điều này rồi thì coi như 9 điều kia nó vô nghĩa. Mà muốn tạo được cái này thì tùy theo thể trạng, tùy theo thời gian mình chọn môn thể thao. Hồi trước tôi đánh tennis, đi sớm giành sân, đi trễ, đi sớm không ai chơi, đi trễ để giành sân. Ui, tôi chọn cái môn jogging, chạy bộ. Nha, chạy bộ là tốt nhất. Nha, chạy bộ cho nó cân bằng lại. Nha, chứ còn không thì quý vị biết, nó có hai cái lao động giống như hồi nãy tôi nói. Lao động lao tâm và lao lực. Đó. Mình lao tâm, mình phải cần có cái vận động. Cái exercise nhiều thì nó tốt, rất là tốt cho mình. Quý vị biết đó là tôi là hằng ngày tôi đã chạy, sáng nay tôi cũng chạy. Nha, thứ sáu là tôi chạy, khu công nghiệp của tôi, cán bộ lên đó chạy, được chấm công. Mặc áo mưa chạy, 2 giờ trưa, quý vị hình dung 2 giờ trưa chạy Tây Ninh. Nó đã vô cùng, nó nghiện luôn. Nó nghiện luôn, cân đối lại sức khỏe rất tốt. Nha. Tại sao tôi muốn nói chuyện đối với nhiều, một buổi nói chuyện của tôi có thể 4 tiếng khi đối thoại luôn. Để chứng minh sức khỏe là trên, là không ai cho mình được đâu, chỉ có mình. Và đồng thời quý vị biết, bây giờ khoa học tân tiến rồi, người ta phát hiện ra hết. Nhiều khi quý vị đi khám, ở đây có bác sĩ không biết, mà khuyên đến nỗi mình về mình chỉ ăn chay, mà ăn chay còn chưa chắc được. Nào là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, rồi tiểu đường, rồi ui ơi trên đời này thôi đừng ăn luôn, đâu có được. Trong khi vận động viên người ta ăn để người ta đốt cái dư thừa của cái thức ăn để mà mình khỏe được, cho nên tập để ăn nha. Còn không nó khuyên thét mà hồi ông thầy chùa mà khuyên ông rồi nói trời ơi thầy chùa mà gan ông nhiễm mỡ, ông đâu có ăn mỡ đâu, cũng nhiễm mỡ. Câu chuyện vui là như vậy nha. Cho nên phải tập nha. Đây những cái điều cũng kịp giờ ra. Đây những cái điều là những cái điều là có tật mà có tài thì ai cũng welcome, ai cũng ngưỡng mộ hết nha. Sợ mấy ông có tài là sanh tật, đi trễ rồi các thứ nha. Tự tin nha, tự cao, bảo thủ và cục bộ. Bảo thủ thì càng già càng bảo thủ, càng thành đạt thì càng bảo thủ, càng ngồi ghế cao thì càng bảo thủ nha. Ai cũng bị hết, nhưng mà nhận diện ra để giảm thiểu, chứ khó triệt tiêu nó lắm. Cái bệnh này, bệnh cục bộ là cái lỗi đáng yêu. Ở phòng này thì bảo vệ nó, ở qua phòng kia thì bảo vệ nó. Người ta xử lý cục bộ bằng kinh tế, chứ không bằng hành chánh được, không bằng mệnh lệnh được. Xử lý cục bộ là xử lý bằng kinh tế. Tôi thấy thí dụ, sao công băng hồi xưa kêu mua ngoại tệ 10 đồng, bán về trung ương 10 đồng, nó làm giống như trả nợ quỷ thần á. Nhưng mà mày nhận 10 đồng thì chỉ tiêu lợi nhuận mày, tao không tăng. Nhưng mua 10 đồng mà bán 10 đồng lẻ một, họ hàng sai. Tại sao? Tại vì thương hiệu cá nhân của họ. Họ muốn làm cái gì đó chứng minh bằng con số để sự đóng góp của họ rõ ràng. Nhưng mà họ chấp nhận là chỉ tiêu lợi nhuận nhích lên một chút, nhưng phải thể hiện được con số cho họ. Đó là tâm lý về vấn đề thương hiệu cá nhân. Cho nên cái cục bộ người ta dùng kinh tế nha, chứ người ta không dùng mệnh lệnh được. Ekip và bè phái rất là gần. Ekip là một cái khoa học, một cái phương pháp làm việc nha.
còn bè phái rất là gần. Bè phái mà có trong tổ chức đó, chắc chắn tổ chức đã không bao giờ bền vững được. Cái này nó gần lắm. Lợi dụng chức quyền tư lợi cá nhân, cái này thì ngành ngân hàng rất là nhiều. Cho nên hồi xưa mà tôi dặn ngân hàng, và bản thân tôi cũng vậy, đi nhậu với bạn bè là tao trả tiền trước à. Cái này là cái để đào tạo trước rồi đó. Một cái phương, một trong những cái phương pháp để thấy cái này nó dễ bị lắm. Tâm lý sợ thuộc cấp giỏi hơn mình, say mê công việc nhưng không say mê quyền lực. Phát triển không kiểm soát được, đừng bao giờ phát triển. Nhớ nha, nếu dân hệ thống dân là quy không tốt thì các bạn không thể nào phát triển. Nếu các bạn kêu gọi một đội ngũ cán bộ theo mình mà chưa có quá trình, chưa có một cái sự gắn bó với nhau thì chắc chắn thành công nó xác suất rất thấp. Tôi nhìn thấy mấy ông mà làm nhiều, tôi ngồi đây tôi bấm tay tôi biết nó chừng nào dẹp nó có tin. Vì tôi từng ngồi vị trí chủ tịch nhà băng 20 năm. Siêu tổng giám đốc nha. Siêu tổng đốc cái này bị gặp rất là thường. Siêu chủ tịch, siêu tổng đốc, cái này nó phải dùng quy chế để chúng ta nhận diện. Thiểu số tích cực, mình phải là thiểu số tích cực nha. Là ở vị trí đó thì phải chân dài, chân ngắn vậy đó, mình không có. Nhớ cái đó nha, mình là thiểu số tích cực. Tư duy của tôi, nhà tôi, xe tôi, con tôi, tài sản của tôi, mang cái tư duy đó, cái tôi đó vào cơ quan nha. Nhà máy đường của tôi, nhân viên của tôi, sản phẩm của tôi, giữ gìn y như vậy. Nhớ. Công cụ, bác sĩ, họ có cái gì? Thợ may, họ có cái gì? Quý vị lãnh đạo, công cụ của mình là gì? Là văn bản lập quy. Công cụ của mình là văn bản lập quy. Tôi khái niệm về cái tâm. Cái tâm là gì? Nó gần gũi lắm các bạn. Cái tâm đầu tiên mình phải thương mình trước. Thứ hai mình phải thương cái người nằm kế bên mình trước. Thứ ba là mình thương cái gia đình mình. Thứ tư là mình thương cái nơi mình làm việc. Mình mưu sinh như đó. Mình không thương mình không thương gia đình mình để mất chức. Mình để cho ai đâu. Đúng không? Mất chức rồi mình địa vị cũng mất, thu nhập cũng mất, con cái, lý lịch cũng không được trọn vẹn. Mình phải thương mình cái tâm của mình là như vậy nha. Phải phụng sự cho đất nước, phụng sự cho tổ chức của mình. Để gia đình mình cộng hưởng, bản thân mình, gia đình mình hãnh diện, bản thân mình sẽ hưởng thụ. Rất là rõ nha. Cái tầm, tôi không phải là một ngàn ngôn ngữ nha. Nhưng mà tôi nói cái gì với cái tầm là gì? Là mình thấy những gì người khác chưa thấy. Họ thấy hết rồi, nó không có cái gì. Đúng không? Chưa thấy, mình thấy là cái tầm. Nha. Cái tài, chúng ta trao dồi. Bắt buộc chúng ta phải có cái phương pháp. Nha. Mà có phương pháp, không có biện pháp, thì vô nghĩa, giống như nấu một nồi canh, không có nêm gia vị. Cái này là tôi viết vì tôi nói doanh nhân phải có cái tố chất này. Những cái vị trí các vị đang được đơn vị của mình giao trọng trách cho mình phải hiểu được cái này. Lãnh đạo là gì? Lãnh đạo còn có thể gọi là một cái nghề cao cấp, được nhiều người ao ước và ngưỡng mộ nha. Một địa vị trong xã hội rất được trân trọng. Vì vậy chúng ta cần phải dành thời gian biểu của mình để trau dồi thêm kiến thức, chuyên môn và rèn luyện thêm những kỹ năng mà mình cảm thấy mình chưa yên tâm. Đặc biệt là kỹ năng khái quát. Tôi lặp đi lặp lại, tôi vẫn đánh giá. Cho nên tôi phỏng vấn nhân sự của tôi khác hơn người khác. Trong cuộc trò chuyện tôi hỏi nãy giờ tôi nói cái gì. Anh không khái quát được thì rõ ràng công việc anh chắc chắn không làm tốt được. Phải nghiêm khắc với chính mình, kỷ cương và đạo đức. Thật sự hạnh phúc khi chúng ta đưa được nghệ thuật vào. Mày thấy nghệ thuật không? Đúng không? Không có nghệ thuật thì không thể nào làm tốt được đâu. Nha. Để đào tạo một cán bộ lãnh đạo, ngoài những vị trí tố chất có ý nghĩa ra, chúng ta còn có rất nhiều phương pháp để phát hiện, đào tạo, quy hoạch, cung ứng nhu cầu phát triển của đơn vị của mình. Hồi thứ hai là tôi được... tôi chạy show hơi nhiều, là tôi nói chuyện với 10 giờ là tôi nói chuyện ở tỉnh Long An, 2 giờ tôi nói chuyện ở tỉnh Tiền Giang. Vì nhân ngày doanh nhân Việt Nam thì tôi gặp ông Nguyễn Tư Trung, ảnh cũng là diễn giả trước tôi, ảnh là diễn giả,
anh Như Trung là cái trường bay là tôi với trường bay đã 15 năm thành lập cái trường IBL lúc đó thì mời những cái thương hiệu Việt hồi nãy đó. Đầu tiên cái khóa đầu tiên là phi hết, chúng tôi đầu tư cái khóa đầu tiên là khoảng 10 tỷ, mà anh Ngữ tổng đốc là sinh viên của trường đó. Trường của chúng tôi tuyển sinh khắp cả nước nha, không cần bằng cấp, vô không cần bằng cấp mà ra cũng không cấp bằng. trường bay của Giảng Như Trung, riêng Giảng Như Trung làm mẵng đó là khác nha, có nha, còn riêng cái trường IBL chứ, cái chương trình đào tạo IBL, tụi tôi dùng từ ngữ để đào tạo ra một đội ngũ lãnh đạo, dùng chữ lãnh đạo thì hơi nhạy cảm một chút, phải thêm chữ lãnh đạo doanh nghiệp, thì chúng tôi là được 7 khóa rồi, khóa anh ngữ là khóa 1, để đào tạo cái đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, đó. Cho nên là tôi mới nghĩ ra được cái những cái lời nói này để chia sẻ với các em. Lãnh đạo là một cái nghề đó nha, không phải đơn giản đâu. Hôm nay nó rối lên về vấn đề thị trường tài chính, tôi có viết mấy chữ. Thế nào mới là thông minh, dòng tiền thông minh, thế nào mới là thông minh? Là một dòng tiền có đầu vào thông minh, với quy mô vốn, loại hình huy động vốn, lãi suất, chu kỳ, thời điểm nhận nợ, nguồn tiền bán hàng, thời điểm thu tiền về. Là một dòng tiền có đầu tư thông minh là phải xây dựng hạ tầng phù hợp. Khi xuống tiền và xuống tiền khi thanh khoản phải đạt được những quy luật về chi phối nha. Đầu tư phải có khái niệm nha. 36, 49, 51 và 65. Nha, thế nào là đầu chi phối, thế nào là đầu tư tài chính nha. Nên đầu tư chi phối. Đầu tư tài chính dưới 36% đối với những đơn vị niêm yết thì được. Nếu không niêm yết nó nhốt tiền các bạn. Thế đâu có đâu ra, chỉ bán cho nó thôi. Chỉ có tình cảm lắm, bạn bè lắm, mua 5-10% chơi với mày thôi, chứ còn đầu tư không chi phối mà đầu tư tài chính thuần túy mà đơn vị nó không niêm yết thì mình nhốt tiền một cách vô lý, không chủ động được. Đó là dòng tiền nó không thông minh nha. Tiền đề của dư ăn dư để là phải khái niệm dòng tiền thông minh. Tiền đề của phá sản là mất thanh khoản. Cho nên tôi nói với khối tài chính của tôi, các vị là trái tim của tổ chức, mà trái tim thì không được ngủ yên nha. Phải khái niệm được phải về vấn đề thanh khoản. Cho nên tôi nói về vấn đề riêng về tài chính, tôi nói trong tài chính, ở đây doanh nghiệp nhiều, nếu mà phòng tài chính chúng ta phải yêu cầu giám đốc tài chính của mình phải xây dựng cho bằng được, hay là giao nhiệm vụ cho một vị phụ trách về kế toán quản trị nha. Kế toán quản trị nó khó, nó đòi hỏi chuyên nghiệp hơn kế toán nhà nước. Kế toán nhà nước là chỉ theo biểu mẫu, còn kế toán quản trị là nó giống như con mắt dương tiễn nha, dân nó dòm gì nè, nó giống như cái tiện tâm đồ đó. Đi qua nó là phải phát hiện được nợ khó đòi, nợ động nha, chi phí bất hợp lý là kế toán quản trị phải dự báo hết. Dự báo về tỷ giá của năm nha, dự báo về thanh khoản, dự báo về dòng tiền, tất cả là kế toán quản trị. Cho nên các bạn khái niệm không đúng, giống như nãy nhân tài về hiện tại, mà kế toán quản trị mà không khái niệm đúng, tôi nói là cái tổ chức đó chắc chắn lận đận hoài. Bởi vì kế toán quản trị không có, làm sao quý vị khái niệm được cái thanh khoản? Mà thanh khoản không có thì giống như chạy gạo từng bữa vậy, sao làm, đúng không? Cho nên cái này là cái nếu là doanh nhân phải hiểu được cái kế toán quản trị. Kế toán nhà nước sau khi được kế toán quản trị gọi là cấu trúc lại thì mới đưa vào kế toán nhà nước. Kế toán nhà nước chỉ nhập liệu theo cái biểu mẫu đó. Còn kế toán quản trị là cái đầu nó ghê lắm, đúng không? Rồi, cảm ơn quý vị nha. Vâng ạ, xin được mời ông Đặng Văn Thành có thể nán lại về sân khấu của chúng ta ngày hôm nay được không ạ?
Và quý vị thân mến, với những giá trị mà ông Thành vừa mang đến cho tất cả quý vị, chắc chắn rằng quý vị chúng ta cũng có thể áp dụng vào thực tiễn đúng không ạ? Mời ông Thành sẽ ở lại với sân khấu của chúng ta một chút được không ạ? Và ngay lúc này đây, để biết ơn sự hiện diện của ông có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Hội Doanh Nhân Trẻ, thì Mến Lê xin được mời anh Thiên cùng với chị Hằng sẽ cùng tiến về sân khấu để trao tặng bó hoa thật là tươi thắm đến cho diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn với những giá trị mà ông Thành đã mang đến cho tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay.